Dạ, con là đệ tử của sư phụ con. Chú trả tiền đạp lại cho sư phụ con đi. Bộ mày muốn chết hả? Sao con? Ăn trộm! Ăn trộm! Vì cả tin nghe theo lời kẻ gian lừa gạt, Út Khờ vô tình trở thành tên trộm giặt trong làng. Ngày mai thầy sẽ chỉ con tới một cái nhà khác. Gạo của thầy trong cái nhà đó đó. Con vô con lấy đem về cho thầy. Cái đó người ta kêu là ăn trộm đó. Chàng đâu muốn làm nghề đào tường khoét vách đâu đúng không? Đâu có đào tường khoét vách gì đâu. Ta chỉ nhảy thọt vô trong rồi lấy đồ ra giùm thầy thôi mà. Ngọc Nữ sẽ phải làm thế nào khi lần này Út Khờ lại không chịu nghe theo lời khuyên của nàng? Đêm hôm khuya khoắt vô đây để làm cái gì? Tôi đâu có làm gì đâu. Tôi chỉ đi vô đây lấy lại đồ giùm sư phụ tôi thôi mà. Đón xem tập tiếp theo của bộ phim cổ tích Gái Khôn Được Chồng, phát sóng lúc 20 giờ Chủ Nhật ngày 8 tháng 8 năm 2021 trên truyền hình Vĩnh Long 1.